Xin chào mừng các con đến với trung tâm toán tư duy Edison và hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả các bạn đang có mặt trong buổi học ngày hôm nay. Ok, hôm nay thì thầy rất là vui mừng thông tin cho các con ở trong lớp toán tư duy 5T3, đó là lớp chúng ta có hai bạn vừa đi thi toán Singapore và châu Á đã đạt giải, đó là bạn Đặng Phương Thảo và bạn Phùng Tuấn Kiệt, hai bạn cùng được giải huy chương đồng toán Singapore và châu Á. Hãy dành một tràng tay thật lớn cho hai bạn nào. Ok, thế còn các bạn khác mà chưa đạt kết quả thì có thể do cái kinh nghiệm thi của mình chưa tốt, ví dụ như là Huy Hoàng. Có thể hôm đấy con làm được bài nhưng phần trắc nghiệm nó đã bị trừ điểm. Đúng không Huy Hoàng? Trắc nghiệm con làm, tức là con làm hết đúng không? Đấy, làm hết thì dễ bị trừ điểm. Trước thầy đã dặn các bạn nhiều phần đó rồi, câu nào thực sự mà mình tin tưởng là mình đúng thì mình mới làm, còn không thì thôi. Còn nếu mà câu nào cũng làm thì rất là dễ sẽ bị trừ điểm, nhưng mà có khi là các bạn chưa quen. Rồi thôi rồi, thua kèo này ta sẽ bày kèo khác nha. Đây, các bạn có nhìn được cái trên màn hình đúng không ạ? Màn hình là hình ảnh của các bạn đây. Đây là bạn giấy chứng nhận điện tử, bản giấy nhận điện tử của bạn Đặng Phương Thảo này, nhìn thấy không ạ? Đó, Đặng Phương Thảo nha, trường thị trấn Bình Mỹ B. Cô hiệu trưởng tên là gì Phương Thảo? Dạ cô Hồng ạ. Cô Hồng à? Đó, bạn thứ hai ở lớp mình là Phùng Tuấn Kiệt đây. Phùng Tuấn Kiệt nha. À, chúc mừng bạn Phùng Tuấn Kiệt. À, ngoài ra thì hôm đó cũng có một số bạn, một hai bạn nữa thi nhưng mà nó chưa được kết quả như mong đợi. Chúng ta sẽ tìm kiếm khác. Cô Phan Thị Hồng đấy, là người quen của phụ huynh ở trung tâm đây, cô nói này, cô ấy thấy con học ở đúng trường quê của cô ấy hỏi thăm. Cô ấy là mẹ của bạn Gia An đấy, cô Phan Thị Hồng ấy đúng không, hiệu trưởng đúng không đấy, người quen luôn này. Đấy, chính là gửi cho chị dâu làm hiệu trưởng nha. Đấy, trái đất tròn đúng không? Đây, chị dâu em làm hiệu trưởng của cái trường đấy. Ok rồi. Thế thì chúng ta sẽ còn có rất nhiều các kỳ thi khác ở phía trước. Đặc biệt là trong quá trình học tập thì chúng ta cần phải cố gắng và nỗ lực lên rất nhiều. Chúng ta sẽ bước vào lớp 6 là có cái kiến thức nó rất là khác, cho nên là các bạn phải chuẩn bị tốt cái nền tảng của lớp 5 để chúng ta học lớp 6 dễ dàng hơn nhé. Ở đây, hôm nay thì chúng ta sẽ chữa đề thi vào trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh. Đã là một trong trường ngôi trường có thể nói là nó cũng rất là Nổi tiếng. nổi tiếng đấy. Có giáo sư gì nhỉ? Giáo sư Văn Như Cương. Đấy. Đây và ngạc nhiên đi thầy. Đây hình ảnh đây. Ủa mà trường Hai lâu thầy rồi không thấy ông tới. ở Hà Nội, Hà Nội nha. Đây thầy à. Và em lên lớp 6 thầy có dạy nữa không thầy? Có mà thầy đã mở lớp rồi mà, cho Thầy dạy cho các con rồi. sẵn sàng để dạy. Ủa, Nhưng cần mà lớp đi 6 không học được cái này. chưa? Thầy sẽ trực tiếp dạy cho các con lớp 6 nha. Đây. Trường đấy cũng được mà. Ở gần cầu giấy. Đây nhìn ảnh này, đấy trường Lương Thế Vinh này cũng rất đẹp đấy, một ngôi trường cũng rất là hiện đại. Nghe con ở tiết cũng tỏ không học ở đây được không? À đúng rồi, không tất nhiên là không phải học nhưng mà cái đề thi của trường này nó cũng chất lượng, cho nên là thầy muốn cho các bạn được ôn luyện. Đây, ngôi trường này rất là hiện đại này, đúng không? Trường Lương Thế Vinh nha. Ok. Thì đây chúng ta sẽ chữa đề phần này. À, cho thầy hỏi là hôm trước cái phần còn lại của đề Marie Curie các bạn làm nó có ok không? Ok thì Có cần thầy chữa lại không hay là thôi? thôi Không. thôi Thôi nha. Rồi. đi Cái đề này là đi đề của năm 2000 10 không ra hiện sao thì khác chỉ năm 219 là cho 20.
Thời gian là 60 phút nha, cũng giống như kia, chúng ta sẽ có thời gian là 60 phút. Thì các bạn sẽ chữa từng câu một nào. Này nó có đáp án không này? Đây, có đáp án không sao thì chữa thôi mà. Nha. Thầy sẽ gửi lại cái phiếu này cho các con, được chưa? Gửi luôn hay là gửi sau? Sau Gửi sau nha. Cái này các bạn sẽ làm vào trong viết câu ta sẽ phải còn cần nhớ cái cách làm bài không? Trước khi làm bài chúng ta sẽ đọc lướt một lượt đúng không? Nha. Thì chúng ta thấy lăn từ trên xuống dưới này. Xem qua nhiêu câu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 à 20 câu. Đúng không? À, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nhé. Xong đó thì thầy sẽ gửi lại cái này cho các con. Cho nên là những phần nào mà thầy bảo viết thì các bạn viết được vở, còn phần nào không thì thôi, được không? Giờ phần này gật đầu cho thầy. Ok nào. Thì chúng ta sẽ có như sau. Câu 1 đọc cho thầy, xin mời bạn. À, Song Ngọc nào. cho thầy là một tính 6,5 trừ đi 5,16 cộng 7,16 trừ 2,5 bằng mở ngoặc 6,5 trừ 2,5 đóng ngoặc cộng mở ngoặc 7,16 trừ 5,16 ạ. Cái bài này nó sẽ cần phải có một cái cách nào đúng không, hiểu chưa ạ? Huy Hoàng đọc lại cho thầy. Em thấy em đọc tính 6,5 trừ 5,16 cộng 7,16 trừ 2,5 bằng mở ngoặc 6,5 cộng trừ 2,5 đóng ngoặc cộng mở ngoặc 7,16 trừ 5,16 đóng ngoặc ạ. À đây thì chúng ta thấy là ta ghép ghép 6,5 với bao nhiêu ạ? Ghép 6,5 với trừ đi 2,5 thì bằng 4. Xong ta cộng với 7,16 trừ 5,16 thì bằng 2. Và kết quả bằng 6. Dễ hiểu không? Chữa ngay câu này vào vở cho thầy. Viết vào câu 1. Xong thì viết cho thầy chữ xong. Nào, tiếp tục. Nào, viết câu 1 đi, xong thì viết chữ xong cho thầy. Câu 2. Đọc đề câu 2 cho thầy, xin mời bạn Phương Thảo. Thưa thầy, 120 chia x trừ 1 phần 4 bằng 7 và 3 phần 4. À, bây giờ ta sẽ phải viết cái phần này ở dưới dạng gì nhỉ? Con Dưới dạng phân số. số. Thì 7 và 3 phần 4 thì nhớ cách làm không? Nhớ. Ta sẽ lấy 7, 4 x 7 rồi cộng với 3 thì bằng 31 phần 4 trừ đi 1 phần 4. Ở đây là tìm gì nhỉ? Ta coi cả cái phần này này là số bị trừ. Sao lại trừ nhỉ? Chứ phải là cộng chứ nhỉ? Có biết lộn à? Cộng mà thầy. Cộng nha. Sửa chỗ Chứ này. người ta biết nhầm rồi thầy. Người ta viết nhầm đấy. Không sao. Cộng với 1 phần 4. Vậy bằng 32 phần 4. 22 phần 4. 32 phần 120. 4. Và kết quả bằng 8. Lấy 120 chia chữ x thì ta coi như tìm số. Số chia. Kết quả là bằng lấy 120 chia cho 8. Nó sẽ 32 phần 4 đâu thầy không thích. Thì bằng 96 6 ạ. Bằng 8. 120 chia 8 bằng 15. Năm. Có viết nhầm nha. Hiểu phần này chưa? Rồi, các bạn viết về đi. Xong phần này thì comment cho thầy chữ xong.
Ghi ở trong vở nha. Nào, tiếp tục. Câu số 3, câu số 3 là tìm hai số biết trung bình cộng của hai số đó bằng 75 và hiệu của chúng bằng 3. Ồ, cái này thì hiệu của chúng bằng 30. Thì bài chúng ta sẽ làm thế nào? Ở đây là dạng toán gì 75 vậy? thì người ta ghi là 72 72. Không sao đâu, chỗ này là 75. Thôi bỏ cái này đi cho các bạn làm cho dễ. Đây, bỏ hết cái này đi. Ở đây bài này chúng ta sẽ làm thế nào? Thì cho thấy là gì? Ở đây để làm bài này ta sẽ tìm tổng, đúng không nhỉ? Bước 1 là tổng của hai số. Là bao nhiêu ạ? Ta chỉ việc lấy 75 15 nhân 2 nha. thì bằng 150. Sang bước 2 thì ta đi tìm gì? Trở về bài Số toán tổng hiệu đúng không ạ? Muốn tìm số số bé thì ta lấy tổng trừ hiệu chia 2, ta tìm số bé là ta lấy bao nhiêu ạ? Lấy mở ngoặc 150 50 trừ 30 trừ 30 đóng ngoặc 32 chia 2 bằng 60. bằng 60. Sau ta đi tìm số lớn. Số lớn là Bước 3. Số lớn là lấy 150 trừ 60 150 trừ 60 bằng 90. bằng 90. Bằng Dễ không các 60. con? Đa số là 60 và 90. Hiểu chỗ này comment cho thầy chữ hờ hoặc chữ hiểu ạ. Xong thì comment cho thầy chữ xỉ. Viết xong comment cho thầy số 20. Ok, thầy chuyển nha. Đọc cho thầy.
Câu 4, xin mời bạn. Đức Minh. Ông thầy là tìm các chữ số x và y sao cho 2 nhân 5 y chia hết cho các số 2, 5 và 9. Ok. Bây giờ ta có là gì ạ? À, để chia chết cho 2, 5 và 9 thì chúng ta sẽ làm thế nào? Mời Thùy Dương. Khi mà bài dấu hiệu chia cho 2, cho 5 và cho 9 thì ta sẽ xét dấu hiệu nào trước? Con nhớ dấu hiệu chia hết trong con, Thùy Dương. Thì Dương bật mic cho thầy hướng dẫn nào. Câu cuối là số 0 ạ. À, số cuối vậy là số 0, vậy ta có y bằng 0, dễ hiểu không? Y bằng 0, vậy để chia hết cho 9 thì tổng các chữ số phải chia cho 9 thôi. Ta có 2 cộng 5 bằng 7, vậy x sẽ bằng mấy? X sẽ bằng 2. Dễ hiểu không? Đấy, đơn giản thôi, chữa vào. Cái bài này viết câu 4 x bằng 0 y bằng 0 x bằng 2 là xong. Nào, tiếp theo câu số 5. Đọc cho thầy câu hỏi số 5. Xin mời bạn Thanh Trúc. Hello thầy. Sao che rồi? Đỡ ăn xíu. À đây. Tính diện tích của một hình chữ nhật có chu vi bằng 252 cm và chiều dài gấp đôi chiều rộng. À, ở đây ta có gì đây? Ta có là bài toán mà có chu vi của chữ nhật và chiều dài gấp đôi chiều rộng, ta nhớ đến dạng toán gì nhỉ? Tổng tỉ đúng không? Tổng là nửa chu vi, còn tỉ số là, ở đây là chiều dài gấp đôi chiều rộng là chiều dài bằng 2, còn chiều rộng là mấy phần? Mấy phần các con? Gấp đôi ấy thì là như Chiều nào ạ? rộng là một phần, Ừ. chiều dài là hai phần. Được rồi, bây giờ ta sẽ có là bước 1. Không cần đi đề bài nhé. Ta lấy gì ạ? Ta tìm nửa chu vi. Thì ta việc lấy 252 chia 2 bằng bao nhiêu ạ? 100 26 26. Đúng sáu ạ. không? Bước 2 là gì ạ? Tổng số phần bằng nhau Cái là sơ đồ. Bước 2 là tổng số phần bằng nhau. Và thôi không vẽ sơ đồ nữa, tổng số phần bằng nhau. 2 cộng 1 bằng 3 phần. Ta có 2 cộng 1 bằng 3 phần. Bước 3 là tìm gì ạ? Chiều dài, chiều rộng. Ta có chiều dài. Chiều dài bằng 126, Hình chữ nhật đó. 126 chia Chia 3 nhân 3 2. nhân 2. À, 1, 2, Chia 6. cho 3 Chia 3 nhân 2. nhân 2 84 126 chia 3 bằng 40.84 42 nhân 2 bằng 84. 84 Đơn vị là chiều rộng là cm. Đây cũng phải có đơn vị là cm, chiều rộng. lấy 126 chiều 84. Bước 4 ta đi tìm chiều rộng. Hình chữ nhật đó là 126 trừ 84 126 trừ 84, kết quả bao nhiêu? bằng 42. 42. Đơn vị cm. Việc tính bước 5 là diện tích. 84 nhân 42 bằng 3,528. Diện tích hình chữ nhật. 84 Đó là ta chỉ việc lấy 84 nhân 42 nhân 42 bằng 3,528. bằng 3.528 à? Vâng.
vuông đúng chưa? cm Cm vuông. Đây thì sửa lại này. vuông một tay. 3.528 sang cm vuông. Thầy có thể giúp con cái bài 22 hôm mà đi hôm mà kiểm tra không thầy? Con không biết làm bài đấy. Đã được được. Thế thầy chữa cho nha. Em vừa đúng câu 22 không thầy? Cái gì con? Em vừa đúng câu 22 không? Thầy không nghe được đâu. Em thưa thầy là em có đúng câu 22 không thầy? Bây giờ thì thầy không thể nhớ được hết. À rồi, cái bài dễ thôi. Rồi, thầy sẽ chữa cho nhá. Xong phần này chưa? Bạn chữa Được xong phần bài 5 chưa? Chưa đi. Được chưa? Phần này được chưa? Rồi sang bài tiếp theo đi. Thì chuyển về tiếp theo nha. Mười lăm phần trăm của 90 dễ rồi. Không phải chữa. À, không phải chữa nha. 77, một hình hộp chữ nhật có đáy hình vuông là 25. Đáy là hình vuông và chiều cao 1,5 dm. Tính thể tích thì ta đổi này. Một hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông. Đáy hình vuông tức là chiều dài chiều rộng bằng nhau đúng không? Còn chiều cao là 15, thế thôi. Tính thì ra ngay. Thế 77 dễ thầy đúng nghĩ về không? đề của trường này dễ hơn đề của trường Marie Curie hay sao? À, cũng chưa biết được vì chúng ta phải làm hết thì ta mới cảm nhận được. Tìm số bé nhất trong số này. Số nào bé nhất? Tám. 7 phần 8 thì sẽ nhỏ hơn 8 phần 9. 8 phần 9 nhỏ hơn 0,01 rồi. Tóm lại ở đây có hai số lớn hơn một. Nhìn thấy không? Và có hai số nhỏ hơn một, ta chỉ đi so sánh hai số nhỏ hơn một là xong. Dễ hiểu không? Thế việc làm là để so sánh được 7 phần 8 và 8 phần 9 một cách nhanh nhất. Nhớ bí kíp trước thầy dạy không? Quy đồng Quy đồng thì không đương nhiên rồi. à, trung Đây. Viết ra. số trung gian luôn phải Không, 7 phần 8 so và sánh 8 một phần 9 đúng không? Giờ bí kíp ra. Ta nhân chéo lên 7 nhân 9 thì bằng 63. 8 nhân 8 ba thì bằng phần bảy 64. hai 64 phần 63 bảy nhỏ hơn 64 về 7 phần 8 nhỏ hơn 8 phần 9. Nhanh hay rất nhanh? nhanh, rất nhanh, Hay rất không? Bản chất của nó là quy đồng nhưng mà ta không phải làm quy đồng, ta chỉ nhân chéo rồi. Thế là ta có ngay 7 phần 8 nhỏ nhất. Tuyệt vời không? nhanh. Được chưa các con? Thầy chuyển nha. Nào câu 9. Câu 9 nào, đọc câu 9 cho thầy. Xin mời bạn
Khánh Nam là cô 9 cho thầy. Con thầy cô đọc lúc 7 giờ sáng một người xuất phát từ A đi về phía B với vận tốc 40 km/h, sau đó 30 phút cỡ thứ hai xuất phát từ B đi về phía A với vận tốc 30 km/h. Biết con đường AB dài 160 km. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ? Đọc lại, xin mời bạn Minh An. Minh An đọc cho thầy. Đã, Minh An lại đang để mất màu rồi. Xin mời bạn Bảo Ngân đọc cho thầy. Em thấy lúc 7 giờ sáng một người xuất phát từ A đi về phía B với vận tốc 40 km/h. Sau đó 30 phút, người thứ hai xuất phát từ 30 à từ B đi về phía A với vận tốc 30 km/h. Biết quãng đường AB dài 160 km. Hỏi hai người gặp nhau lúc bấy giờ? Ok. Ở đây ta có nha, lúc 7 giờ sáng một người xuất phát từ A đi về B với vận tốc 40 km/h, xong chưa? Sau đó 30 phút thì người thứ hai lại xuất phát từ B đi về A với vận tốc 30 km/h, biết rằng quãng đường AB dài 160 km, gặp nhau lúc mấy giờ đây? Cái bài này á thì kinh nghiệm làm này. Vẽ một cái đường thẳng ra, vẽ cái đường thẳng cái mô hình ra. Thì chúng ta làm rất dễ thôi. Nhìn này. Đây là A được chưa? Còn đây là B, ok chưa? Chuyển động ngược chiều nhé. Lúc 7 giờ sáng thì người xuất phát từ A đi về B với vận tốc 40 km/h. Sau đó 30 phút, à phải là 30 phút sau à, thì cái lúc cái người đây là từ A này. Đấy, nó đi về phía B. Đi phía B như này. Đúng không? Sau đó có người đi từ B về A này. Hiểu phần này chưa? Nhưng mà nó lại phải là 30 phút sau thì là nó đi đến cái điểm C này. Thế thì thầy hỏi là cái 30 phút mà vận tốc 40 km/h thì lúc mà 7 giờ 30 phút thì nó lại xuất phát từ đây. Ta có tìm được quãng đường từ A đến C là bao nhiêu km không? Nó chính là 0,5 giờ ấy. Mà vận tốc 40 km/h thì cái này được bao nhiêu ạ? Bằng 20 km, hiểu chưa? Hiểu phần này chưa? Thế tiếp theo là thế lúc 30 phút thì người đi từ B về A mà cái quãng đường này 160 km thì cái quãng đường này còn lại từ bên C là bao nhiêu? 140 ạ. 140 km. Bài toán chuyển động ngược chiều gặp nhau, ta chỉ việc lấy gì? 140 chia cho mở ngoặc 40 cộng 30 đóng À, vậy cũng được. Làm gộp đúng không? Bây giờ ta coi là ngoặc. thời gian. À không, không gộp ngay thế đâu. Đầu tiên ta phải tìm là khoảng cách. Khoảng cách giữa hai người là bao nhiêu ạ? Ta sẽ lấy 160. À không. Thôi được rồi. 160 trừ đi. Trừ đi 20 nhá. Bằng 140 được chưa? Nào hiểu chỗ này chưa? Hiểu gật đầu cho thầy nào. Hiểu chưa? Ok, nào tiếp theo. Cuối cùng ta đi tìm là thời gian hai người gặp nhau. Thì ta lấy 140 chia cho mở 140 ngoặc chia cho mở 40 ngoặc cộng 30. 40 cộng 30 thêm 70 thì bằng 2 giờ. Nhớ này, người ta hỏi gặp nhau lúc mấy giờ thì nó chính là thời điểm gặp nhau. Vậy câu trả lời là thời điểm hai người gặp nhau là ta sẽ lấy 7 giờ 30 phút vì lúc 7 giờ này cộng 30 đúng không? Ta có 7 giờ 30 phút cộng 2 giờ.
thì bằng 9 giờ 30 phút. Dễ hiểu chưa? Hiểu rồi, thì comment cho thầy chữ hờ hoặc chữ hiểu. Em để cho đi ra ngoài. Ok. Xin đó đi vệ sinh. Rồi. Nay có game chip đấy em ạ thầy. Thầy chưa biết đâu, cứ làm đi học đi nha. Các bạn chưa phần này đi. Nào xong comment cho thầy số 10. Ok, rồi, chúng ta chuyển tiếp nha. Câu 10, đọc câu 10 cho thầy, xin mời bạn Bảo Long. Bảo Long bật camera con. Thế em vừa xin ra ngoài rồi ạ. À, vâng. Xin mời bạn. Kiên đọc cho thầy. Con thưa thầy, khoảng cách giữa hai người là 160 trừ đi 20 bằng 140 km. Thời gian hai người gặp nhau là 140 chia cho mở ngoặc 40 cộng 30 bằng 2 giờ. Thời điểm hai người gặp nhau là 7 giờ 30 phút cộng 2 giờ bằng 9 giờ 30 phút. Đáp số 9 giờ 30 phút. Được rồi, thầy xóa nha. Đọc bài số 10. Vũ Khánh Nam đọc bài 10. Vũ Khánh Nam đọc bài 10 cho thầy. Con thầy, con đọc tìm phân số nhỏ nhất có tổng của tử và mẫu số bằng 2019. Ở đây tìm phân số nhỏ nhất có tổng của tử số và mẫu số Câu bằng đố cũng gì ạ? 2019. Thế thì tổng của tử số phân số là tử số và mẫu số phải là các số tự nhiên đúng không? Vâng ạ. Thế mà để mẫu số phải là nhỏ nhất thì mẫu là phải lớn nhất, còn tử phải bé nhất, vậy thì nó sẽ bằng 1/218. Dễ hiểu không? Viết câu 10 thầy đáp án 1/218. Nào, viết vào đây ạ. À? Viết xong chưa? Tại sao lại là không phải là 0/2019 mà không chia hết cho số tự nhiên mà thầy? Không thì đúng là chia hết, nhưng mà cái 0/219 thì nó có được gọi là phân số Không. không? Không, nó là số tự nhiên, đúng không? À. À, câu hỏi của con rất hay, nhưng mà con đã nhìn thấy chưa? Thảo đã rõ cái câu trả lời chưa? Cảm ơn.
Rồi tiếp tục. Đọc câu 11. Mời bạn Huy Tuấn. Con có rời con nào vào một ngày khai trương, một cửa hàng đồ chơi giảm giá một bộ Lego 10%. Ngày hôm sau, nhân dịp quốc tế thiếu nhi, cửa hàng giảm thêm 10% giá đang bán, nên giá bán là 405.000 đồng. Hỏi trước khi giảm thì bộ Lego có giá bao nhiêu? Ừ, đây bài toán này, bài toán tư duy cao này. Đọc lại cho thầy. Xin mời bạn Em thầy. mời em. Em thưa thầy, vào ngày khai trương một cửa hàng đồ chơi giảm giá một bộ Lego 10%. Ngày hôm sau nhân dịp quốc tế thiếu nhi, cửa hàng giảm giá thêm 10% giá đang bán nên giá bán là 405.000 đồng. Hỏi trước khi bán thì bộ Lego có giá bao nhiêu ạ? À, cái bài toán đây, bài toán tính giá bán giá gốc thì ta phải phân tích như này này. Vào ngày khai trương, bao nhiêu bạn đã biết cách giải bài này thì comment số 1, bạn nào chưa biết cách giải bài này comment số 2. Ok rồi. À, xin mời bạn Thảo nêu thầy cách làm. Con thưa thầy là lấy Không phải đi tìm cái gì mới lấy chứ. tìm cửa hàng bán bộ Lego vào ngày khai trương có giá là đấy 405.000 đồng nhân chia cho 100 nhân với 100 chia cho 100 nhân với 100 cộng 1 đóng một ngoặc. Chia 100 để nhân 100 á. Nhân 100 Nhân 100 nhân mở nhân. ngoặc 100 cộng 10. Bài này chúng ta sẽ làm như này thì nó dễ này. À, Thảo cũng bước đầu hiểu đấy. Nhưng Em mà có cách khác thầy ạ. à, cách nào? Con nói đi. Con lấy 405.000 đồng chia cho mở ngoặc 100 trừ 10 nhân đóng ngoặc nhân 100 con bằng 450.000. Rồi thì rồi tốt rồi à, bạn Ánh Minh tốt đấy. Thế bây giờ để làm này nhá, thì tao tách ra là nó có hai phần. Phần thứ nhất là ban đầu, đúng chưa, nó gọi là giá ban đầu đúng không, và thứ hai là giá khai trương đúng không các con. Hiểu phần này gần đầu thế nào? Thế thì bây giờ ta tính này này, giá khai trương nó giảm đi 10% thì bằng 405.000. Thế có nghĩa là này này, ta giống là giá khai trương nhé. À, giá ban đầu này thì nó giảm 10% giá khai trương. Sau đó thì giá hôm sau. Đây, giá hôm sau. Giá hôm sau thì nó là 405.000 đúng không? Nào chỗ này các bạn đã hiểu chỗ này chưa? Ban đầu là có giá giá đầu tiên nhá, nó giảm 10% thì ra giá khai trương đúng không? Giảm tiếp 10% ra giá hôm sau đúng không? Hiểu chỗ này chưa? Đây, cái cách làm như này này. Từ từ đã. Chờ một chút. Thế thì ở đây ta sẽ có này 450.000 đồng thì nó ứng với bao nhiêu phần trăm? Nó chính là 100 trừ 10 giảm đi 10% mà, tức là nó dính 90%. Hiểu chỗ này chưa? Nào, chúng ta hiểu chỗ này chưa? Hiểu gật đầu với thầy. Hiểu chưa? Thì nãy bạn Ánh Minh bạn nói là lấy 10 100 trừ đi 10 bằng 90 đấy. Thế thì có nghĩa là cái đây là chính là giả dạng số 3, là tìm tìm một số phần trăm, tìm một số, biết một số phần trăm của nó là x gì.
Thế bây giờ ta sẽ có là có tìm được giá hôm sau không? Ở đây nó chính là giá hôm sau là 90% đúng không? Vậy giá khai trương là 100%. Vậy ta có 100% là bao nhiêu? Nào cho thầy hỏi đến này đã hiểu chưa? Đã hiểu Dạ. cái này chưa? Cái 100% này chính là giá khai trương đúng không? Vậy ta sẽ đi tìm là giá khai trương là ta sẽ lấy 450 này, 405 này chia cho 90 rồi nhân với 100. Hiểu chỗ này thì comment cho thầy chữ hiểu này, một chữ hờ này. Đấy thì có phải là lấy 405 và chia cho 90 thì 40 chia 9 được được 4. Xong lại dư 4936 thì 40 chia 36 thì bằng 4, 45 chia bằng 45.000. Vậy bằng 450.000. Ok chưa? Đã hiểu chỗ này chưa? Đây nó chính là giá khai trương. Thế ta lại có tiếp nữa là giá khai trương lại giảm đi 10% đúng không? Đây, để nó giảm 10%. Thì nó lại có cái như này. Là Ok. bài toán thứ hai. Đây là bài toán 1 nhá, dưới bài toán 2 là ta lại có 90%. Thì nó lại tương ứng với 450.000 đồng. 450.000 chia cho Thế sau 100.000. đó giá ban đầu là 100%. Thì nó sẽ có giá tương ứng bao nhiêu tiền? Hay không? Thầy ơi, bà này em ra 500.000 đúng không thầy? À, thế bây giờ ta sẽ có giá ban đầu là ta chỉ việc lấy 450 chia cho 90 rồi nhân 100. Kết quả bằng 500.000 đồng. Ừ, đúng rồi. À, tuyệt vời. Để khen bạn Ánh Dương nha. À bạn bạn gì nhỉ? Anh Minh Ừ bạn Ánh Minh nha, khen bạn Ánh Minh rồi tốt, thưởng cho điểm 10. Bạn Thảo cũng hiểu rồi. Thảo cũng xứng đáng được 9,5. Nhưng mà Thảo phải trình bày cái câu trả lời được rõ hơn Thảo nhé. Trắc nghiệm thì chắc là Thảo làm được ra đúng không? Thảo làm quen với kiểu không, V-Logic đúng không? nhưng mà lần trước là con cũng vào một cái bài phát triển năng lực nhưng mà nó khó hơn nhiều bài này vì nó không chia hết được con. Nhưng mà các con thấy bài này hay không? Này bài này Tổng cộng trong đây có bao nhiêu bài này? Có 20 bài. Trường Lương Thành Đức là 20 Còn 8 bài nữa thầy. 20 bài. Không sao đâu, không làm hết cả 8 bài đâu. Thầy chỉ làm 5 bài, còn 3 bài để lại cho các con về nhà làm chứ. Thôi là 1-2 bài để lại làm về. Đấy, con thấy bài này dễ làm không? Sẽ chủ Nhưng nhật mà phải viết được, phải phân tích đủ được ra bài cái phần này, phải tóm tắt được ra phần này. thế thầy là 1-2 bài nhá và chơi Chưa, cứ phải làm đã. Cho thầy hỏi là phần này các bạn đã hiểu chưa? Đã thấy hiểu hiểu chưa? Hiểu gật đầu với thầy nào. dạ hiểu. Hay không? Hay đấy nha. Bài này hay, không phải lại thường đâu, không phải lại vừa đâu. Ok. Thế có chép bài này không? Con đụng lòng mấy cái bài như này. Thầy chủ nhật là thử bài của Nguyễn Tất Thành hả thầy? Hay là của Trịnh Nữ hả thầy? Thầy Sao con? hôm chủ nhật là sẽ thử đề nào đấy ạ thầy? Con phải thế nào? Hôm chủ nhật là sẽ làm thử đề của trường nào đấy ạ Thầy chưa biết được đâu. Mình sẽ xem sau đấy nhé. Cứ từng phần một đây. Chữa từng phần. Nào hiểu phần này chưa? Viết viết đi, viết đi, viết đi. thầy? Thầy ơi cho em hỏi tí, thi vào trường Mary đấy có khó không thầy? Ừ, nói chung là Tắt cũng vừa, xe đấy. không phải quá khó. Cũng khó mà thầy. Nhưng mà ở trên đấy cũng có hộ khẩu Hà Nội rồi. Thi ở trong máy tính à? Để thi thi luôn thầy. Thi ở giấy còn ạ. Nhanh chuyên trường thi. Ở trường đấy tận ở đâu ấy thầy? Hà Ở Nội con ạ. bên Mỹ Đình, gần trường Mỹ Đình. Ở xa thế, ai lại đi?
Lại còn trả lại được ấy. Nào, tiếp theo nhá. Chưa chương chưa? Xong rồi viết cho thầy chữ xong hoặc chữ xỉ. Em đưa tay cho mẹ sọc pin. Ừ, đây đây. Phải Xong tính nha, nhất thì chữa tiếp nha. Bài này. Đọc bài 12. À, thầy chụp cho bài này nha, chụp cho cái bài này. Chụp lên nhóm. Nào đọc bài 12 cho thầy. Quan sát bài 12 nào. Mời bạn Bảo Long nào. Em có thể em đọc cho hình vẽ bên tiếp chu vi hình tròn lớn nhất là 1234 cm, tính tổng chu vi ba hình tròn còn lại, chu vi hình không là đáy chu vi không là đường kính nhân 3,14, chu vi hình một là đường kính 1 nhân 3,14. Rồi, không phải đọc hết đâu. Bây giờ ta này cho biết hình vẽ bên này, biết chu vi hình tròn lớn nhất là bằng 1234 cm đấy. Tức là chu vi của cái hình Nhưng này mà con đang thắc mắc là cái hình tròn nhỏ đấy là sẽ đường kính của nó là sẽ bằng tính bao tổng nhiêu? chu vi của ba hình nhỏ còn lại. Đấy. Thế thì đơn giản thôi. Cách làm này. Ta gọi cái Đấy hình gọi tròn lớn là hình H0 được không? Hình tròn nhỏ này thì H1. Hình tròn nhỡ này là H2. Hình tròn bên này là H3. Hiểu chưa? Hiểu chỗ này chưa? Còn cái đường kính của em nó đi ấy, ạ. cái đường kính dài là D. Vậy chu vi của cái hình tròn lớn thì bằng D nhân 3,14, xong chưa? Nhưng mà Hiểu không? con hiểu. Thế hình chu vi của hình 1 thì bằng D1, cái này là D1, trong này là D1. Nhân D1 3,14, hiểu D2 không? hiểu sao? Cái hình 2 này là D2. Nhân 3,14, hiểu không? Hiểu hiểu. Chu vi của hình tròn 3 thì là D3. Thì lấy D3 nhân 3,14, hiểu chưa? Em hiểu thầy SS Thế bây con. giờ tổng chu vi của ba hình này thì ta có là D1 cộng D2 cộng D3 nhân 3,4. Mà D1 cộng D2 thì bằng D, rồi nhân 3,4 bằng 1,2,4 luôn. Hay hay là rất hay. Cái này không cần chép vào, rất là hay luôn, thì bởi vì Chưa sẽ là làm nhiều phát cái đề bài phải là biết thầy. hàng nghìn chữ rất hàng nghìn chữ hai luôn thầy rồi à. nha. Thế cái bài này chỉ cần nhìn đề bài đã biết kết quả không? Siêu thế, làm nào biết được luôn. Ê thầy, lớn nhất bằng 1234 cm thì đa số nó cũng là 1234 cm. Không, Vì không 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 nhìn thấy con không nghĩ là gian như được. này này, Phải vì làm như đường này kính nha. của ba cái hình này sẽ bằng đường kính của hình to, nên là sẽ lấy là D1 nhân 3,14 cộng D2 nhân 3,14 cộng D3 nhân 3,14, thế là bằng D1 cộng D2 cộng D3 nhân 3,14 thì cũng sẽ bằng D nhân 3,14. Thôi sửa lại cái này cho đề nó hay là 192,5 đi. Ôi Không thầy sao không bình sao, thầy sẽ sửa lại thôi.
392,5, phải sửa lại đề cho hay. Thế chưa? Ok, chưa hiểu phần này chưa các con? Tiếp tục. Bài này. Kết quả quyết tính 9 cộng 19 cộng 29 cộng vân vân. Đây là tổng của dãy số cái đều. Đều cách nhau 10 đơn vị À, cứ thế tự làm nhá. rồi. Vâng. Xuống đi thầy. Bài 14 là mẹ sinh con năm 219 thì mẹ 26 tuổi, hỏi đến năm nào thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con nữa. Bài toán tính tuổi hai Thế. tuổi khác nhau. Dễ chưa? Thế ạ. Bài 15, để đánh số một quan sách trang sách từ 1 thì người ta dùng 642 chữ số, hỏi cuốn sách qua nhiêu trang. Bài toán là đếm số trang sách ngược thì ta sẽ phải tính số trang có một chữ số, số trang có hai chữ số. Sau đó thì tìm xem là 624 thì là nó nằm bao nhiêu ở số trang có ba chữ số. Chưa ạ? Bỏ qua bài 15 và bài 16. Đọc bài 16 cho thầy. Xin mời bạn Bảo Ngân nào. Dạ ơn thưa thầy, tìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số, biết rằng số đó chia cho 3 dư 2, chia cho 5 dư 4 và chia cho 7 dư 6 ạ. Ok. Thế bây giờ ta sẽ phải chia cho 3 dư 2, chia cho 5 dư 4, chia 7 dư 6. Thì đơn giản là ta chỉ cần thêm vào cho số đó 1, gọi số đó là A. Thì ta thêm một đơn vị thì nó chia cho cả 3, 5 và 7. Mà số tự nhiên chia cho cả 3 và 5 và 7 thì ta nhân 3 nhân 5 và 7 là 105. Vậy số mà lớn nhất chia hết cho cả 3, 5 và 7 thì ta Đúng lấy 105 nhân 9 thì bằng 945. À, nhưng mà chưa, chỗ này nó chỉ là số đó là 944 thôi. Số cần tìm là, vì thêm vào một A đúng không? Thì ta có là 945 trừ đi 1 bằng 944 944. rồi 944. Cái bài này hay, các bạn chữa phần này vào đi. Hay thầy, nếu mà trừ trừ đi một thì số 944 làm sao chia cho năm? Đâu, chia cho 5 dư 4 chưa? Nhìn thấy không? Chia cho 3 dư 2, chia 5 dư 4, chia 7 dư 6. Ta kiểm tra xem. Có đúng là 944 là 9 cộng 8 bằng 17 Ăn không? hiểu bài này rồi. 17 chia 3 thì dư 2 đúng không? 944 chia 5 dư 4 luôn đúng không? Bài này con thấy rất là hay luôn thầy ạ. Hay đúng không? Ok, biết rồi đây. Hay nhất trong số một bài trong đề hôm nay. Ừ, đúng rồi, đấy nó có nhiều bài tư duy hay mà. Cô sau đi. Tiếp đi.
Ok. chưa tiếp đi thầy. Tiếp tiếp nha. Xong chưa? Xong rồi. Chưa thầy ơi. À, chưa cho bài cuối cùng nhá. Còn đúng ba bài nữa kìa thầy. Cho bài 17, 18, 19 thì về nhà làm. Không bắt buộc đâu. Nhưng Ngày mà 20 thì chưa về cho cái nhà bài luôn. này. Chưa bài 20 gì thầy. Bài Thú vị. 20 nhá. Chồng Làm ma nào dạy làm chứ. bài 20. Lần trước thầy cũng dạy rồi nè. Thì có cách này làm nhanh này. Nhưng mà cái này nó là hình chữ nhật. Đâu người ta đến mình vuông rồi, cả chữ nào nhật vẫn làm được bình thường hả? 1, 2, 3, 4, 5. Từ trên xuống dưới ta đánh số 1 2 3 Thầy dạy kích 4 sóng. 5, được chưa? Từ trái ở phía dưới, từ trái có phải đánh số 1 2 3 4 5 6, được chưa? Thế thì ta mới đánh số nối này. 5 nối 6 này, tiếp tục cái nối này. 4 thì nối với 5 này. Rồi bộ 4 4 4 này nối với 2 3 kéo ra. 3 2 này nối với 2. 2 trên 1 2 trên này thì nối với 1. Ta nhân vào. Thì ta thấy đây 1 nhân 2 bằng 2. À, ta nhân từ đây đi. 6 nhân 5 bằng 30, chỗ này bằng 30. Hiểu chưa các con? Xong 5 nhân 4 bằng 20. Sau đó thì 3 này nối 2, 3. À đây, 4 này nối 3 là 4 nhân 3, 12. Sau đó 3 thì nối với 2, 3 nhân 2 bằng 6. 2 nối 1, 2 nhân 1 bằng 2. lại ạ. Cộng dọc cái này xuống. Còn 70 rồi. Bằng 70 ạ. Bằng bao nhiêu? 70 ạ. Tổng này bằng cộng này bằng 70. Hay hay, rất hay. Rất. Ổn không? Ổn ạ. Thôi cho chữa đây. Về nhà làm nốt ba bài kia nhá, hoặc thầy gửi phiếu cho về xem lại những bài nào à, con thấy hay tự xem lại được không? Chúng ta nghỉ giải lao 3 phút, sau đó chúng ta sẽ quay trở lại và tham gia game trí tuệ nha. Hôm nay chúng ta tham gia chơi đội. Nào, chúng ta sẽ đến với phần game trí tuệ nha. Hôm nay thì các bạn sẽ Ô, tập về cái gì hả? chơi đội nha. Tài nó biết về cái gì hả? À, để thầy xem, hôm nay nay chúng ta sẽ ôn về Phân số hay là tính tuổi hay là cái gì? Phân số này. à, chúng ta sẽ làm bài toán tính tuổi nha. Thầy ơi, Thầy cái đây. bài toán tính tuổi ấy, lúc mà trước thầy dạy ấy, em chưa học ấy. Thầy cuối giờ thầy có thể chữa cho con cái bài 22 được không thầy? Mình nghĩ mãi À, được. cuối giờ thì chữa luôn nha, cuối giờ chữa luôn nha, nhất trí luôn, đồng ý.
À, tên tiếng Anh kia là tên của ai vậy? Nào nhanh nào. Hôm nay con sẽ để tên Ai Cập để cho nó đọc lại Bình Dương. Đấy, cho con vào. Rồi, khẩn trương nào, đủ Chị ơi chưa? thầy, vừa lên mạng nhỉ, em nó lag quá. Em phải nâng nhầm lên 3 lần Cho xin nó lỗi xem bà. tí vào. Nhiều quá thầy ơi. Thế Ủa, thì cái đây mạng này của của em em thì mở cái đâu nó có chữ con gì mà tôi thứ hai ấy thầy. Cố tình. còn ai chưa vào Hôm nay con để tên tiếng gì ấy mà sao nó lại có cái sâu sắc. thầy ơi, thầy bỏ em một xong em. xong học nhiều thế. Em lag mày. Thế Cố tình. của con là cái nào là cái cuối cùng? Cái con chuột thầy. Thế bỏ hai cái này đúng không? Vào. Gấp cho sang con này đi. Đây, năm người này. Kiệt cho sang đây. Rồi, bắt đầu nhá. Bắt đầu. Đội cá mập là cá heo đang dẫn đầu. Thế sắp gửi cho con cái đường link đấy ạ. Con đang thiên thì tự nhiên bị ào ra vậy ạ. Thế ơi. Thì khỉ đã vượt lên rồi. Thầy. Thầy gửi cho con lại cái đường link trò chơi đấy ạ. Ok. Được con. Cá heo thì vừa lên rồi.
Nhanh nha, chúng ta còn khoảng 30 giây nữa. Thì đã vượt lên chuột rồi. Thế sao con chưa thấy thầy gửi đồ lên cho con ạ? Ok, hết giờ. Đội khỉ số 3. Cái con gì đấy nhỉ? Con chuột à? Số 2 và cái heo dẫn đầu. Bảo Long. Thảo à? Khứ áo xanh. Ai Cập gì đấy? Tên tóm lại là khó đọc lắm. Không biết là cái gì đâu. Tên con là có dấu sắc ở trên chữ Y ấy, Con tên của con là khứa áo xanh. Ở đâu có như chữ nhật anh mà thầy. Đây. Đấy. Nhìn thấy chưa? Song Ngọc. Thùy Dương số 2, Khánh Nam. Thái Bảo Ngọc, Thanh Trúc số 3. Ok. Nào xem tổng sắp cá nhân nào. Đâu nhỉ? Đây là cái gì, Ai Cập à? Rồi. Cấp 2 nha thầy. Ok rồi, tốt rồi. Con nha. Con sai rồi Ok, đó. bài hôm Em nay chốt chào lại nào, chưa chưa? Bài hôm nay phải còn chữa một cái bài kia nữa. Trong cái bài đề hôm nay thì các bạn thích bài nào? thầy. Bài cuối cùng. Cùng là một này, ngoài ra còn thích bài nào? Thích bài Cùng. tím. Số Cái chia gì? chia hết chia có dư Chưa hết. Chưa rồi. Hết rồi. không? Hết rồi á, thế đấy, bài hình tròn thì chả hay à? Vẫn còn bài hình Hình tròn hay đúng không? chung. Con là con Bài chung. giá đúng này, bài giá vốn giá bán này cũng hay mà. Thầy Đó ơi, nhé. thế câu 22 là câu gì ạ? Câu 22 ở đây, được rồi, mở câu 22 cho. Cái bài lần trước mình thi hả? Là câu 22 nhé, chữa nhanh rồi này. Em sai câu 22. Thầy không biết đâu. Nào. Đây đúng không? Đúng rồi. Đọc cho thầy câu 22 nào để có nhìn được rõ Hơi bé. không? Rồi sẽ cho to này. Này nhìn rõ chưa? Hơn tí. Nó đang bị lag mà. Hôm nay con không biết là cái bạn để tên tiếng Anh giống con là bạn nào. Thôi đây, nhìn đây, bé tí được nha. Chị đây này, Em học Thảo con đọc là cho thầy nào. mở hết màn hình to ra là phát là nhìn rõ ngay. Đây, Thảo đọc đi. Con thưa thầy, buổi sáng Thành và Nam cùng chạy tập thể dục quanh một bờ hồ có chu vi là 1.000 mét. Cùng chạy được một chỗ và cùng một lúc, nếu hai bạn chạy ngược chiều nhau thì từ lúc xuất phát đến lúc gặp là 3 phút 12 giây. Còn nếu chạy cùng chiều thì lúc xuất phát đến lúc gặp là 20 phút. Biết Thành chạy nhanh hơn Nam, tính vận tốc Thành. Đây nha, đầu tiên là cái bờ hồ nó màu nó hình tròn này. Đúng không? Đây là điểm xuất phát chẳng hạn, đây là điểm A. Hiểu chỗ này chưa? Hiểu gần đầu cho thầy. Được chưa? Thế thì người ta bảo này, cái chu vi của này là 1.000 mét. Nào, 1.000 mét. Hiểu chưa Thảo? Và các bạn hiểu chưa? Người ta nếu mà chạy ngược chiều
Nếu hai bạn chạy ngược chiều nhau thì từ lúc xuất phát đến lúc gặp nhau là 3 phút 20 giây. Có nghĩa là nếu chạy ngược chiều ấy. Thế khi chạy được hết cái quãng đường người ta nhớ là cho biết thời gian rồi có tìm được tổng vận tốc không? Ngược chiều là tổng vận tốc nhớ không? Thì bước 1, giải bài này nhá, bước 1 thì ta đi tìm tổng vận tốc. Con biết cái đấy rồi nhưng mà con đang thắc Từ từ mắc đã, tổng vận tốc của chiều hai bạn. Xong chưa? Thì có phải chỗ này ta lấy là 1.000 chia cho 3 phút 20 giây ta đổi ra bằng 200 giây đúng không? Thì bằng 5 mét trên giây. năm. Dễ hiểu chưa? Bước 2. Bước 2 là ta đi tìm hiệu vận tốc thôi. Vì nó chạy cùng chiều đuổi nhau thì sau 2 phút thì chính là hiệu vận tốc. Để nó gặp lại một lần nữa thì có phải là nó đi hết nhanh hơn một vòng tròn không? Hiệu vận tốc của hai bạn. Thì ta chỉ việc lấy bao nhiêu ạ? Lại lấy 1.000 1.000 chia cho chia cho 20 phút này thì 20 đổi phút ra là bằng bằng bao nhiêu giây nhỉ? 120 giây. Rồi, 120 giây, không sao cả. Tại bằng có 120 giây á. 1.200 giây chứ. Nhầm. Ừ. Cùng 200 giây. Thì cái này nó sẽ lẻ con ạ. À. Kệ nó. 1.000 là bằng 10 phần 12, 10 phần 2 bằng 5 phần 6 đúng không? Đơn vị là mét trên giây. Biết trên giờ. Dễ hiểu chưa? Cái Rồi. toán tổng hiệu cơ bản. Vận tốc của Mà Thành bạn là Thành nó nhanh hơn, hơn Nam thì ta chỉ việc tìm số lớn thôi. Dễ hay rất dễ? rất dễ trong một Hay ông Thảo thấy dễ không? Vận tốc của Thành là ta lấy tổng trừ hiệu chia 2 thôi, mở ngoặc. 5 trừ 5 phần 6 chia 2. 5 trừ 5 phần 6 tức là bằng 20 30 trừ 5 bằng 25 phần 6 chia 2. 25 phần 6 chia 2 thì bằng 25 phần 12 thôi. em chưa nhắc bạn về Mét trên giây. cái bài này em cũng bừa thì em vẫn bừa Dễ không Thảo? dạ có Thảo đã hiểu bài này chưa? dạ rồi ạ Các bạn khác đã hiểu chưa? con không biết là con bấm bừa Đúng đổi ạ không? Nhưng mà thầy thầy hỏi bây giờ thầy giảng cho phần này đã hiểu chưa? Vậy ta chọn rồi phương án B thôi. ba bài này em vẫn bừa đấy nó không. Bây giờ thầy chụp cho bài này lên trên nhóm cho nhé. Thảo đã thấy Em thoải mái với cái bài này chưa? rồi. Ok rồi. À thầy khoanh rồi này, thêm một cái nữa này. Đấy. Thú vị không? Thú vị Quá thú vị đúng không? Ok rồi, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc buổi học ở đây nhá. em Và lời rồi. bài tập rồi thầy sẽ gửi đề lên cho các bạn xem lại bài nhé, không cần làm nhưng mà xem lại bài đi nhá. Vâng. Ok, bye bye các con. Xin chào thầy.